Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với hãng tin Showbiz. Các bạn thân mến, hiện nay thì trên mạng giới chung đang xuất hiện rất nhiều những tin tức cho rằng bên phía Disney đang chuẩn bị thủ tục để khởi kiện Phan Tư Chiến vì hành vi xâm phạm và thậm chí thì nhà chuột còn yêu cầu cũng là mong muốn cộng đồng mạng có thể cung cấp nhiều bằng chứng cụ thể hơn nữa. Và cụ thể cũng như là nguyên nhân sự việc này như thế nào, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn ngay sau đây nhé. Gần đây, Tiêu Chiến đang bị toàn dân mạng tẩy chay sau sự việc fan hâm mộ report Eotori. Ngoài việc nhân duyên trong ngành ngày càng hạ thấp, thêm việc mất mấy đại ngôn thì mới đây lại xuất hiện một tin rằng bộ phận pháp lý của Disney đang chuẩn bị xuất kích kiện Tiêu Chiến. Fan hâm mộ của Tiêu Chiến tên là Tiểu Phi Hiệp. Nhưng thực tế, Tiểu Phi Hiệp là phim điện ảnh hoạt hình của Disney vào năm 1953, truyền thể từ tiểu thuyết Peter Pan. Theo lý mà nói, nếu như fan hâm mộ tư chiến không lấy tên tiểu phi hiệp để kiếm lợi nhuận thì đó sẽ không phải là một hành vi xâm phạm, không phải chịu trách nhiệm dân sự. Tuy nhiên, họ lại lấy tên này để kinh doanh thương mại. Trước khi hậu hội viện Phan đầm toàn cầu của tư chiến kết hợp với ai bao bao tổ chức hoạt động, đa phần đều sao chép hình tượng nhân vật Peter Pan của Disney. Đồng thời, trong hai sản phẩm do tiêu chiến làm đại ngôn là Easter Lauder Company và Olay cũng từng dùng tới tiểu phi hiệp. Bởi những việc làm này đã đủ cấu thành hành vi xâm phạm, vô số dân mạng đã lần lượt gửi email đến hòm thư pháp lý của Disney. Trọng điểm của việc khởi kiện là sao chép thiết kế để kiếm lợi nhuận hay là dùng tên của tiểu phi hiệp phỉ báng làm xấu hình tượng của tiểu phi hiệp. Disney cũng đã lên tiếng trả lời, bên cạnh lời cảm ơn thì họ cũng hy vọng rằng dân mạng có thể cung cấp nhiều chứng cứ hơn nữa. Những ngày gần đây, nổi nhất trong giới giải trí hoa ngữ chính là chuyện fan mộ tư chiến và sự việc của trang Aotori. Kết quả của chuyện này khiến những đại ngôn hợp đồng quảng cáo thương hiệu của tư Chiến lần lượt bị hủy bỏ. Phim truyền hình sắp lên sóng cũng vấp phải sự tẩy chay của dân mạng. Các tác phẩm mà anh từng đảm nhận vai chính hay khách mời đều bị đánh giá thấp điểm. Phòng làm việc, hậu hội viện phan đầm của anh chàng lên tiếng xin lỗi. Vào thời điểm trước đó, Tiêu Chiến cùng phòng làm việc đều bỏ mặc những cơ hội để cứu vãn tình thế, ngăn cản fan hâm mộ. Ngoài ra, những phốt nhân cách trong quá khứ của Tuy Chiến cũng liên tục bị lật lại. Với những gì đang diễn ra, rất nhiều ý kiến cảm thấy nghi ngờ không biết rằng nam diễn viên đã đắc tội tới nhân vật lớn nào họ cảm thấy tiêu chiến có chút thê thảm và bắt đầu chuyển sang hâm mộ trở thành fan của ngôi sao trần tình lệnh ngoài ra có người phát hiện instagram của tiêu chiến đã xóa ảnh avatar sau đó phòng làm việc cũng lập tức lên tiếng phủ nhận cho rằng tài khoản đã bị hack vì vậy nội dung đăng tải không liên quan gì tới tiêu chiến mà việc đổi ảnh avatar này đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của mọi người và tất nhiên thì sau khi độ hot giảm thì việc này đã giúp anh nổi tiếng thêm một lần nữa qua đây có thể thấy, dù bị fan âm mộ tẩy chay vậy nhưng bất ngờ thay, Tiêu Chiến cũng thu về không ít fan âm mộ là người qua đường. Đứng trước làn sóng tẩy chay vô cùng mạnh mẽ từ cư dân mạng Trung Quốc, thì mới đây, cộng đồng fan của Tiêu Chiến đã lật lại bài đăng của Dương Mịch vào năm 2010 nhằm ủng hộ tinh thần cho thần tượng. Tuy nhiên, thì việc này lại không hề mang lại hiệu quả như mong muốn mà nó còn làm dấy lên một làn sóng chỉ trích dữ dội hơn. Và cụ thể thông tin này như thế nào, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn ngay sau đây nhé. Người hâm mộ của Tiêu Chiến gần đây rất biết lăng trì người khác. Tiêu đề trong những ngày gần đây trên cơ bản đều là sản phẩm của fan tiêu chiến. Những người hâm mộ tiêu chiến đã đem lại khá nhiều tin đồn mặt tiêu cực cho thần tượng của mình trên mạng xã hội và làm thần tượng của mình gặp phải tình trạng tẩy chay trên diện rộng. Từ ngày 3 tháng 3, fan tiêu chiến đã nhắm tới một bài viết trước đó của Dương Mịch trên Weibo và bắt đầu hành trình làm khổ Dương Mịch và hành động này còn lan tỏa khá nhanh. Vì những hành động báo cáo Eotory Lover cùng với những trang khác của fan tiêu chiến đã dẫn tới một chuỗi bất hạnh và sự việc này đã ngay lập tức trở thành một chuyện bị đưa lên đưa xuống mỗi ngày. Tính tới nay, chuyện này vẫn chưa làm yên ổn số đông cư dân mạng Trung Quốc vì bản thân của Tiêu Chiến cũng không đưa ra bất kỳ lời giải thích hay biện giải nào. Vào ngày 3 tháng 3, có dân mạng quan sát kỹ thì phát hiện ra Phan Tiêu Chiến bắt đầu công cuộc chia sẻ bài viết cũ của Dương Mịch vào năm 2010. Cư dân mạng đã chụp lại bài viết và đưa lên trang cá nhân của mình với nội dung Sự thật chứng minh bài viết trên Weibo của Dương Mịch lại bị chia sẻ. Người này theo đó cũng nói lại ý kiến cá nhân của mình, chỉ cần minh tinh có chuyện thì bài viết này lại trở thành công cụ cho mấy fan nữ đang theo dõi thần tượng. Người này còn đặt nghi vấn rằng nếu như Phan Tiêu Chiến tại sao lại chia sẻ bài viết của Dương Mịch, không lẽ có huyền cơ hay bí ẩn nào đó? Trước đó, khi Dương Mịch gặp phải tình trạng bị hắc trên mạng như tung nhiều tin tức không tốt, phẫu thuật thẩm mỹ, chân thối và còn bị ghép với nhiều hình ảnh ác khí khác. Ở thời điểm đó, Dương Mịch thật sự phải đối mặt với một tình trạng vô cùng tồi tệ. Năm 2010, Dương Mịch đã đăng tải một bài viết có nội dung như sau. Có bản lĩnh thì giết tôi đi, nếu giết không chết thì hãy đợi xem tôi trở nên mạnh mẽ hơn đi. Hiện giờ xem lại bài viết năm ấy của Dương Mịch, người viết cũng cảm thấy rất có tính thúc đẩy tinh thần. Vì ở thời điểm nữ diễn viên bị toàn dân mạng hắc, cô cũng có thể đứng kiên cường trên chính đôi chân của mình và còn từng bước từng bước tiến lên phía trước, đi tới vị trí như bây giờ. Tiêu Chiến đã phải trả giá cho chính hành động của người hâm mộ gây ra như bị mất đại ngôn. Nhiều fan Tiêu Chiến nhận thấy rằng thần tượng của mình cũng toàn bị mạng hắc như vậy nên họ cũng hy vọng Tiêu Chiến cũng có thể như Dương Mịch. Do đó, họ không ngừng ngại chia sẻ bài viết của Dương Mịch. Đối với hành động của Phan Tiêu Chiến, nhiều dân mạng đều nêu lên cách nghĩ của mình và họ nhận thấy rằng Tiêu Chiến không sánh được với Dương Mịch. Lúc Dương Mịch đăng bài viết này, cô ấy mới có 24 tuổi thôi, có phần non trẻ, còn Tiêu Chiến năm nay mấy tuổi rồi. Dương Mịch là từng bước từng bước chứng minh bằng chính diễn xuất của mình đó, Tiêu Chiến so xứng với cô ấy đây, Tiêu Chiến không sánh bằng Dương Mịch. Từ sau khi sự việc này xảy ra, ngoại trừ phòng làm việc Tiêu Chiến lên tiếng thanh minh thì bản thân Tiêu Chiến không nói bất kỳ lời nào. Và bây giờ, Phan Tiêu Chiến lại chia sẻ bài viết của Dương Mịch nên gặp khá nhiều bức xúc từ dân mạng. Bản thân thần tượng không lên tiếng có nghĩa lý gì khi chia sẻ bài viết của người khác? Tiêu Chiến nếu có bản lĩnh đăng mấy bài giống Dương Mịch thì cũng không đi tới tình cảnh này. Tính cách quyết định vận mệnh, con rùa rút đầu Tiêu Chiến xứng đáng với bài viết này hay sao? Không thể không nói, Dương Mịch có thể đi tới vị trí ngày hôm nay cũng nhờ vào chính nghị lực của cô. Còn Tiêu Chiến muốn phục chế lại con đường của Dương Mịch thì đầu tiên anh ấy phải có dũng khí đứng dậy lên tiếng cho bản thân. Dù Tiêu Chiến diễn bất kỳ nhân vật nào trên chiến trường này thì anh chàng cũng phải nên ra mặt dù chỉ một lần. Có vẻ như dạo gần đây thì tất cả những chủ đề nổi trên mạng xã hội Trung Quốc đều xoay quanh tiêu chiến. Khi mà vụ việc anh bị cả cư dân mạng Trung Quốc tẩy chay vẫn còn chưa hạ nhiệt, thì mới đây trên mạng xã hội lại tiếp tục có một thông tin cho rằng tất cả những bài đăng cũng như là lời cảm ơn từ bệnh viện nơi anh chàng từng quên góp đều là giả. Và thực hư thông tin này như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn ngay sau đây nhé! Tiêu Chiến cũng từng là minh tinh hứng chịu chỉ trích của cộng đồng mạng khi họ không thể tìm thấy bằng chứng cụ thể chứng minh anh đã giúp đỡ cho xã hội. Ngày 9 tháng 2, đông đảo blogger lên bài thông báo Tiêu chiến đã âm thầm gửi tặng thiết bị y tế cho những bệnh viện trong công tác cứu chữa phòng dịch bệnh nguy hiểm. Không ít ý kiến bày tỏ sự đau lòng khi đã lỡ mắng oan nam diễn viên, tiêu chiến đã âm thầm làm từ thiện như vậy, lại chịu đựng những lời nói không hay, thật oan uổng. Một tài khoản có nhiều lượt follow với avatar là bệnh viện nơi tiêu chiến đã đóng góp đăng bài. Theo đó, người này đã gửi lời cảm ơn tới ngôi sao Trần Tình Lệnh. Mặc dù tài khoản này mang tên cá nhân của người dùng, không phải tên bệnh viện, vậy nhưng với avatar của bệnh viện khiến dư luận không nghi ngờ động thái này, chỉ nghĩ đây là nhân viên y tế gửi lời cảm ơn tới tư chiến. Thêm vào đó, người này còn đăng hình ảnh nhân viên y tế đứng cùng thùng vật tư quyên góp có dán logo phòng làm việc của tư chiến, càng làm mọi người tin tưởng hành động chân thành bên phía nam diễn viên. Cùng ngày, bài viết cảm ơn tư chiến của tài khoản có avatar bệnh viện có hơn 35.000 lượt like, bỗng dưng bị xóa bỏ khiến dân mạng bắt đầu thắc mắc. Tối ngày 11 tháng 2, một tài khoản khác gửi lời cảm ơn tới Tiêu Chiến vì đã quyên tặng máy thở. Được biết giá trị máy thở rất đắt. Thêm vào đó là hành động âm thầm quyên góp của nam diễn viên khiến nhiều người vô cùng cảm động. Nghi vấn trước đó về bài viết bị xóa bỏ cũng trở thành dĩ vãng. Bức ảnh mà người này đăng tải là nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ, sau lưng có ghi tiểu phi hiệp, tên văn đầm của Tiêu Chiến. Tuy nhiên, tới ngày 5 tháng 3, xuất hiện bài viết vạch trần với nội dung Ai đó đã thay đổi avatar thành biểu tượng của Bệnh viện Viện Huy để cảm ơn Tiêu Chiến vì đã quyên góp. Tiếp đến, dân mạng bắt đầu điều tra truy ra được avatar được cho là bệnh viện Viện Huy mà tài khoản đầu tiên lên bài cảm ơn tư chiến là giả. Đây không phải là logo của bệnh viện. Bị bại lộ ngay lập tức tài khoản này lên tiếng giải thích, chỉ muốn bày tỏ lòng biết ơn, không hề có ác ý nào khác. Việc lên bài viết cảm ơn hành động quyên góp cũng trở thành hành vi lừa gạt, trong khi bệnh viện Viện Huy được tư chiến giúp đỡ lại chẳng hề nhắc tới nam diễn viên lần nào. Cũng trong ngày hôm qua, một dân mạng đăng bài bày tỏ người bạn của anh làm việc ở bệnh viện Viện Huy xác nhận tiêu chiến không hề tặng máy thở trong danh sách quyên tặng không hề có tên của Tiêu Chiến. Hơn nữa, bệnh viện Viện Huy cũng không có tài khoản Weibo chính thức. Vậy thì lấy đâu ra chuyện đăng bài cảm ơn tới Tiêu Chiến như nhiều nơi đã đưa tin? Nhân viên y tế này cho biết, máy thở đắt đỏ là từ hội từ thiện Ái Đức quyên tặng, không hề liên quan tới Tiêu Chiến. Dân mạng lên tiếng cảm ơn Tiêu Chiến tặng máy thở là sai sự thật. Bên cạnh đó, người này còn tiết lộ tin chấn động khác. Có người nạc danh yêu cầu hội Ái Đức khi quyên tặng phải dán logo phòng làm việc của Tiêu Chiến. Hành động này chẳng khác nào tay không bắt sói, phía tiêu chiến chẳng hề quyên tặng, vậy nhưng lại được tính thơm. Đồng thời, những hình ảnh có dán logo phòng làm việc tiêu chiến được đính kèm trong những bài đăng cảm ơn là giả. Không ít dân mạng bày tỏ những hành động này chỉ có fan tiêu chiến mới dám làm. Mặt khác, cũng có ý kiến nhận định rằng không nên vội kết luận điều gì khi những hình ảnh tố giác cũng chỉ qua ảnh chụp tin nhắn mà thôi. Bên cạnh đó, nhiều người không khỏi nghi ngờ trước những tài khoản ngụy tạo tự xưng nhân viên y tế bệnh viện cảm ơn tiêu chiến. Đáng lý ra, hàng loạt thông tin thật hư khiến dư luận phải hoang mang ảnh hưởng tới danh tiếng bản thân thì buộc tiêu chiến phải ra mặt làm rõ. Vậy nhưng cho tới bây giờ, nam minh tinh lưu lượng vẫn mãi im lặng trước những hành động vô lý ngông cuồng của fan. Đầu năm 2020, sự nghiệp của tiêu chiến ngày càng phát triển, liên tiếp xuất hiện trong các chương trình gala mừng xuân của các đài, còn được nhận báo nhân dân công nhận, đại ngôn đến tay không dứt. Năm nay từng được dự đoán sẽ là một năm hứa hẹn thuộc về ngôi sao Trần Tình Lệnh. Vậy nhưng hiện thực đã nói cho chúng ta biết, hủy hoại một người chỉ cần thời gian một tuần với một lượng fan hâm mộ không có lý trí nhất định là đủ để đánh sập một sự nghiệp của một nghệ sĩ. Những ngày gần đây nổi nhất trong giới giải trí hoa ngữ chính là chuyện fan hâm mộ Tiêu Chiến và 227 của đài Eoturi. Sau khi sự việc fan hâm mộ Tiêu Chiến report Eoturi, dù phòng làm việc đã lên tiếng xin lỗi, vậy nhưng vì bản thân Tiêu Chiến vẫn chưa lên tiếng khiến dân mạng vô cùng tức giận. Theo đó có không ít những lời mắng chửi Tiêu Chiến cũng như đánh giá thấp điểm cho các bộ phim mà có sự góp mặt của anh. Ngoài ra thương hiệu mà nam diễn viên này làm đại diện cũng bị tẩy chay, ít hay nhiều thì sự nghiệp của Tư Chiến cũng bị ảnh hưởng. Vậy nhưng có lẽ nam diễn viên sẽ không dễ dàng flop như vậy. Chúng mình là Hồng Tiên Showbiz, đừng quên like cũng như subscribe kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất có trong nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!